Gut ist er, gut ist er. Anh dồn hết vào trong này luôn này. Chuẩn bị để lên một siêu phẩm. Trong cái rủi lại có cái nhắm hay. Đang trục trặc kỹ thuật một chút nha cả nhà ơi. À. Úi. Úi kìa kìa kìa, con to, con to. Đi 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 đi. To to to, đi đi nhanh, đi chút quá. Úi. Đấy, săn bắt miền quê nha mọi người à. Săn cá ban đêm. Săn bắt cá. Có một con cá lớn rồi. Hai con. Hai chục cân đi anh. Hơn chục cân rồi. Mỗi con toàn 2 cân không? Chép được đấy để nấu cháo bà đẻ đây đúng không? Ấy, kìa kìa. Lại siêu phẩm nữa rồi. Chết rồi. Hai con lớn luôn, hai con quẫy mạnh lắm nha cả nhà. Đó. Đâu? Quay video này đấy. Đó, một con siêu phẩm kìa. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Săn Bắt Miền Quê nhá. Mọi người thấy xem thấy hay thì like và chia sẻ nhá. Ấy, lại một siêu phẩm nữa rồi nhá. Đấy, mới đánh được khoảng 15 phút thôi. Được một bao gần 20 cân rồi. Chán.